tay súng tay cào. Lúa cấy căng dây thẳng hàng để làm cỏ sục bùn bằng cào cải tiến, kỹ thuật đẩy cào hai tiến một lùi, các thửa ruộng thả bèo hoa dâu. Hình ảnh khiến chúng ta luôn gợi nhớ về một thời cả miền Bắc gồng mình lên trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ trong những năm 60-70, vừa chiến đấu vừa hăng say sản xuất để chi viện cho miền Nam ruột thịt. Bạn nghĩ sao về hình ảnh này? Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi hùng hồn Việt.